Xin chào tất cả mọi người. Equilibre son alimentation. Đó là đề tựa của một CD ở trong chương 1. Ở trong động từ equilibre, chúng ta thấy có danh từ l'équilibre. L'équilibre là danh từ nói lên một sự thăng bằng, tức là đừng có nghiêng về bên này, cũng đừng có nghiêng quá về bên kia. Chẳng hạn như chúng ta thấy có một ai đó đang tập xe đạp. Nếu mà không có giữ được thăng bằng, tức là khi nghiêng bên này, khi nghiêng bên kia quá đáng thì chắc chắn trước sau thì gì cũng té, cũng ngã. Phải giữ cho nó thăng bằng thì mới đạp được xe. L'équilibre còn có thể dịch là sự quân bình, tức là đừng đi về một cái thái cực nào, đừng có bất cập, cũng đừng có thái quá. Và alimentation là danh từ của động từ alimenter. Alimenter là cung cấp lương thực cho một cái đối tượng nào đó. Ở đây chúng ta hiểu là cung cấp lương thực cho chính cơ thể của mình. Như vậy chúng ta có thể dịch cái đề tựa này như sau. Equilibre son l'alimentation là khi chúng ta ăn uống thì phải làm sao cho nó quân bình. Phải quân bình cái việc ăn uống, đừng có ít quá, đừng có nhiều quá. Và bài này được thực hiện dưới dạng một cuộc phỏng vấn. Người phỏng vấn là bà Claire Edon và người trả lời là bác sĩ Salmon. Dr. Salmon, bonjour, xin chào Dr. Xin chào bác sĩ Salmon, bonjour, xin chào cô. Vous êtes cardiologue nutritionniste à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Cardiologue là bác sĩ chuyên khoa về tim. Và nutritionniste là một chuyên gia về dinh dưỡng. Như vậy vị bác sĩ Salmon này vừa là bác sĩ về chuyên khoa tim, ông ta lại có một cái chuyên môn về dinh dưỡng, về khoa dinh dưỡng nữa. Và ông ta làm việc ở bệnh viện Georges Pompidou ở Paris. Đây là một bệnh viện là tối tân. Nó nằm ở bên bờ sông Seine, nó có màu trắng. Nếu chúng ta đi trên xa lộ Vành Đai, Boulevard Périphérique, chúng ta nhìn thấy nó rất là rõ. Nếu chúng ta đi dưới sông Seine cũng thấy rất là rõ. Đây là một bệnh viện tối tân. Và lấy tên của cố Tổng thống Georges Pompidou. Ông ta làm, xin chào bác sĩ. Bác sĩ là chuyên khoa về tim và là một nhà dinh dưỡng ở bệnh viện Georges Pompidou ở Paris. On sait bien que l'alimentation est un facteur clé de notre santé. Chúng ta biết rõ rằng, on sait bien que, chúng ta biết rõ rằng việc ăn uống, tức là việc cung cấp thức ăn là một yếu tố chủ chốt, clé là chìa khóa, một yếu tố chủ chốt của sức khỏe của chúng ta. Alors, comment s'alimenter correctement? Làm thế nào và như vậy thì làm thế nào để chúng ta cung cấp thức ăn cho cơ thể mình cách đàng hoàng, một cách đúng đắn? Quels sont les bons conseils? Đâu là những cái lời tư vấn tốt? Bác sĩ Salmon đã trả lời như sau. D'abord, ne pas trop manger parce que vous savez 30% de calories en moins, c'est 20% de vie en plus. Trước hết, chúng ta đừng có ăn quá nhiều bởi vì như bà biết đó, nếu chúng ta đưa vào cái lượng calo 30% ít đi thì chúng ta sẽ có 20% sự sống nhiều hơn. Tức là ăn ít đi 30% thì sẽ sống lâu hơn được 20%. Donc déjà, c'est tout simplement une question de quantité. Như vậy, đầu tiên, đó đơn giản chỉ là một vấn đề về số lượng. Et pour réussir à avoir la main, il y a des coupe-faim naturels puissants qui marchent et qui permettent de garder un poids de forme. Ở đây chúng ta thấy có động từ avoir la main, réussir là thành công, avoir la main là trong chúng ta khi chơi bài, đánh bài các tê thì có một người đi trước, hay là chơi cờ, chơi bất cứ cái môn cờ bạc gì đó, chúng ta đều thấy có một người đi trước, thì người đó có cái động từ là avoir la main. Và để thành công trong việc đi trước, tức là để có thể đi trước, để nói trước được một cái điều gì đó, thì trước hết chúng ta có những cái coupe faim. Coupe faim là một danh từ kép, ghép từ động từ coupe là cắt, faim là cơn đói, cắt đói, mà naturel. Coupe faim đầu tiên là một loại thuốc để chúng ta uống vào, chúng ta không có cảm thấy đói. Và đây là cái loại coupe faim làm cho chúng ta bớt đói, nhưng mà làm bằng phương pháp tự nhiên, bằng các sản phẩm tự nhiên, rất là hữu hiệu. Và nó cho phép chúng ta giữ được một cái trọng lượng, poids de forme, tout l'année. Poids de forme là một cái trọng lượng quân bình á. Không có quá gầy, không có quá béo, không có quá mập, poids de forme. Và bác sĩ, bà Claire Edon hỏi tiếp, alors, quels sont ces coupe-faim, par exemple? Như vậy bác sĩ vừa nói là có những cái loại coupe-faim, tức là ăn để cho nó giảm đói, nhưng mà làm bằng các cái sản phẩm tự nhiên, thì đâu là một vài ba ví dụ.
Doctor Sanma, alors il y en a beaucoup, có rất là nhiều. J'avais parlé il y a longtemps du chocolat noir 100%. Trước đây khá lâu tôi đã nói về một cái sản phẩm đó là chocolat đen 100%. Mais aussi, par exemple, commencer votre repas par un dessert. Nhưng mà ngoài ra chúng ta có thể làm một cái phương pháp thứ hai, tức là khi bắt đầu ăn một bữa ăn thì chúng ta ăn cái món tráng miệng trước. Un dessert là một món tráng miệng, tức là sau khi kết thúc một bữa ăn thì người ta ăn một cái món tráng miệng, có thể là hoa quả trái cây hay là cái bánh trái hoặc là phô mai gì đó. Bây giờ bác sĩ Salma lại đề nghị bắt đầu bữa ăn thì chúng ta ăn cái món tráng miệng trước, tức là ăn hoa quả trái cây, ăn bánh ngọt, ăn các cái loại phô mai gì trước. Vous activerez ce qu'on appelle la glucokinase et vous avez l'impression que la fête est finie avant qu'elle commence. Như vậy khi chúng ta ăn cái món tráng miệng trước thì chúng ta sẽ kích hoạt cái điều mà chúng ta gọi là glucokinase, và các bạn sẽ có cái cảm giác là cái bữa ăn, ở đây người ta dùng chữ phết là tức ăn uống linh đình đó, chúng ta có cảm giác là cái bữa ăn thịnh soạn này đã chấm dứt trước khi nó bắt đầu, tức là chữ ăn chúng ta đã cảm thấy không còn đói nữa. Vous n'avez plus faim, tout simplement, và như vậy các bạn sẽ không thấy đói nữa. Une banane fait parfaitement l'affaire dans ce cas-là. Và trong trường hợp này, nếu chúng ta ăn một trái chuối thì nó cũng có cái tác dụng như vậy. Và bên dưới chúng ta thấy cái hình của một loại thuốc giảm đói. Danh từ kép Ancuprofen đầu tiên có mang một cái nghĩa là thuốc giảm đói. Chúng ta thấy đây là một cái hộp thuốc Cuprofen Escafor rất là mạnh. Nhưng danh từ Cuprofen ở trong bài này người ta không nói tới cái loại thuốc này, mà người ta nói tới cái loại mà làm bằng các cái sản phẩm tự nhiên, tức là các cái thức ăn đó. Cuprofen Naturel, un poids de forme là trọng lượng lý tưởng, activer là kích hoạt, và động từ faire, affaire là mang lại những thứ đang cần thiết cho mình. Ở đây chúng ta nói là bác sĩ nói là trong trường hợp chúng ta muốn cắt đói, chúng ta ăn một quả chuối cũng được, ăn một trái chuối thì nó sẽ mang lại cái thứ mà mình đang cần, tức là mình đang cần muốn cho nó bớt đói thì chúng ta chỉ ăn một quả chuối thôi thì nó cũng bớt đói. Eau Claire Elon hỏi tiếp, vous citez aussi le clou de girofle. Clou de girofle là nụ đinh hương, là người ta dùng cái nụ đinh hương để làm gia vị. Nhưng mà bác sĩ Sanmang đã đề cập tới cái nụ đinh hương như thế nào? Bác sĩ trả lời, on peut sucer des clous de girofle. Sucer là mút, là bú. Chúng ta lấy cái nút đó, cái nụ đó chúng ta cho vào miệng, chúng ta cũng mút mút. Như vậy nó cũng làm cho giảm đói. Parce que c'est connu des dentistes, mais ça anesthésie un petit peu au niveau des dents. Cái nụ đinh hương này thì nó được bên nha khoa, các bác sĩ nha khoa biết đến rất nhiều, nhưng mà nó làm cho chúng ta hơi hơi tê một chút ở răng. Động từ anesthesia là làm cho tê tê ở cái chỗ răng, bởi vì khi chúng ta nút mút vào trong miệng thì cái chất một cái chất ở trong cái nụ đinh hương nó tiết ra, nó làm cho chúng ta tê tê ở cái răng. Mais surtout les papilles gustatives, nhưng nhất là nó làm cho tê những cái gai lưỡi. Chúng ta biết là mặt lưỡi của chúng ta có những cái gai đó là papilles gustatives, và chính cái gai đó làm cho chúng ta có vị giác, chúng ta có thể biết được mùi, biết được vị là do các cái gai này. Và cái gai này khi nó bị tê đi thì chúng ta không có cảm thấy đói nữa. On a moins faim, chúng ta bớt đói. C'est comme de sucer un glaçon à début de repas, ça fait le même effet. Và cũng giống như là ở đầu bữa ăn, chúng ta mút một cái cục nước đá thì nó cũng có một cái tác dụng như vậy. Cô Claire Edon hỏi tiếp, ça ce sont des coupes fines et après comment manger équilibré? Đó là những cái loại mà bác sĩ nói là dùng để cắt đói. Nhưng mà sau đó, comment manger équilibré? Nhưng sau đó, để chúng ta muốn ăn một cách quân bình, équilibré, ăn mà quân bình, không có quá ít, không có quá nhiều, thì chúng ta phải làm sao? Bác sĩ Sanma trả lời như thế này, alors pour manger équilibré, je dirais qu'on peut aussi utiliser des aliments détox. Và để ăn uống một cách quân bình thì tôi có thể nói là như thế này, người ta có thể sử dụng những cái thực phẩm để giải độc. Chữ detox này bây giờ chúng ta nghe rất là quen ở trong xã hội Việt Nam chúng ta vậy, detox để giải độc. Vous savez, il y a des aliments qui ont un pouvoir formidable. Ils nous aident à se débarrasser des toxines. Bà đã biết rồi, có nhiều loại thức ăn nó có một cái công năng rất là mạnh, tức là nó giúp cho chúng ta thải loại khỏi những cái độc tố.
SD kênh ca, à phê kênh cơ sâu rồi. Như vậy động từ SD giúp chúng ta làm cái công việc thì phải có dưới từ à, và động từ se debarrasse de, tức là chúng ta thoát ra khỏi, tránh khỏi được những cái độc tố, là toxin, là độc tố. Và biết rồi, có những thực phẩm nó có một cái chức năng rất là độc đáo, chúng giúp cho chúng ta thoát khỏi những cái độc tố. Chẳng hạn như là trái bơ, l'avocat par exemple, moi je la pense le baume des intestins. Tôi, bản thân tôi thì tôi gọi cái trái bơ là một cái loại thuốc bôi cho cái thành ruột. Les intestins là một danh từ luôn luôn ở số nhiều, tức là nói về ruột ở trong cơ thể của mình. Sở dĩ nó là dùng số nhiều bởi vì chúng ta biết là ruột nó có hai thành phần, ruột non và ruột già. Như vậy chúng ta gọi les intestins là ruột nói chung, baume là một chất bôi. Như vậy cái chất bơ, cái trái bơ, cái thịt của quả bơ khi chúng ta ăn vào thì nó như là một cái chất bôi lên cái thành ruột. Si vous prenez un burger avec du bacon, đây là hai danh từ tiếng Anh. Nếu các bạn ăn một cái miếng bánh burger với cái thịt hun khói, et bien vous prenez de l'avocat en même temps, và các bạn ăn bơ, trái bơ đó cùng một lúc, vous aurez un tiers d'inflammation digestive en moi. Như vậy, nếu mà làm như vậy là vừa ăn những cái thức ăn nhanh như thế này này và đồng thời cũng ăn bơ vào thì các bạn sẽ có 1/3 cái sự viêm dạ dày ít hơn, viêm cái đường hô hấp, viêm cái đường tiêu hóa digestive, và inflammation là viêm tấy, digestive là đường tiêu hóa ít đi, 1/3 là ăn chia. Còn nếu không có ăn bơ vào thì chúng ta ăn cái chất thức ăn nhanh này thì nó sẽ có cái tác hại rất là xấu. Ça amortit l'effet de certains aliments qui peuvent être parfois nocifs. Tính từ nocif là gây hại, gây độc, gây hại. Và cái này nó cũng làm giảm nhẹ đi cái hiệu ứng của một số thức ăn mà có thể là độc hại. Un autre exemple, la salade de cresson, ça aide à se débarrasser du benzène. Ở đây chúng ta lại gặp lại động từ SD. SD đi với giới từ A, giúp cho làm cái công việc gì, và chúng ta lại gặp lại động từ se débarrasser, đi với de, thoát khỏi, thoát ra khỏi một cái gì. Một ví dụ khác đó là cái rau trộn của cái món salad song. Cái món này nó giúp cho chúng ta tránh khỏi, thoát khỏi cái chất băng gen. Les dates aident à éliminer les métaux lourds comme le cadmium. Trong khi các cái trái trà là thì giúp chúng ta lại có giới từ A ở đây. Trái trà là giúp chúng ta loại bỏ những cái kim loại nặng, chẳng hạn như là chất cadmium. Donc il y a des aliments qui sont des vrais boucliers pour manger plus sain si on n'a pas de bio sous la main. Như vậy có những cái loại thức ăn, có những loại lương thực mà chúng thực sự là những cái khiên để chống đỡ, để làm cho chúng ta ăn uống một cách lành mạnh nếu chúng ta không có các cái thực phẩm sạch ở trong tay mình. Bio là sản phẩm sạch, chúng ta gọi là các thứ như là rau sạch, rồi các cái loại thức ăn sạch chúng ta dùng là bio. Nếu chúng ta không có thực phẩm sạch ở trong tay mình thì chúng ta ăn những cái loại thức ăn này nó cũng là những cái khiên. Cái bouclier là những cái khiên của các cái chiến sĩ ngày xưa, các cái đấu sĩ họ dùng các bouclier để chống lại cái thuẫn của cái phe đối phương. Người ta đánh mình thì mình giơ cái bouclier để chống đỡ. Ở đây dùng theo cái nghĩa hình bóng. Có những cái loại lương thực nó trở thành những cái khiên, tức là những cái cách để chống đỡ, làm cho chúng ta có thể ăn uống một cách lành mạnh, và trong khi chúng ta cũng không có sẵn thực phẩm sạch. Bà Claire Edon lại hỏi tiếp, merci docteur Frédéric Salma. Ở đây là bà ta kết thúc rồi. Cảm ơn bác sĩ Frédéric Salma. Je rappelle que vous êtes cardiologue et nutritionniste à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Cảm ơn bác sĩ Frédéric Salma. Và tôi xin nhắc lại, bác sĩ Salma là chuyên khoa về tim và cũng là một chuyên gia về khoa dinh dưỡng ở bệnh viện Georges Pompidou ở thành phố Paris. Ở trong đoạn vừa rồi chúng ta thấy có động từ amortir là làm giảm cường độ, tức là làm cho nó nhẹ đi, không có bị quá mạnh. Động từ amortir là có nghĩa là giảm cái cường độ. Và chúng ta liên tưởng tới các cái bộ phận giảm xóc ở trong xe, như là những cái giảm xóc trong xe máy. Chúng ta thấy ở trong phía sau và phía trước của xe máy hai bên đều có hai cái giảm xóc. Chúng ta gọi đó là desamortisseur.
Cái chữ này là có cái danh từ riêng của kỹ thuật là amortisseur. Và bên tay phải của chúng ta là một cái amortisseur của xe hơi mà chúng ta không thấy, nó nằm ở bên trong cái chassis, nằm ở trong cái sườn xe. Nó cũng để làm cho xe gắn máy, xe hai bánh và xe hơi khi đi vào những cái chỗ đường nó bị sóc thì nó giảm cái sóc đi và chúng ta cảm thấy êm ái. Đó là danh từ của động từ amortisseur. Le caisson là dâu, salaison, nocif là tính từ masculine, nocif là tính từ feminine, có hại, có độc, và un bouclier như chúng ta vừa nói, đó là một khiên đỡ. Các đấu sĩ ngày xưa luôn luôn được trang bị một cái bouclier, và bên kia có thể là thanh gươm hay là cái thuẫn, cái bouclier để đỡ những cái vũ khí của đối phương. Người ta gọi là bouclier là cái khiên đỡ. Thì trong bài này chúng ta dùng theo nghĩa hình bóng, tức là một cái chất gì nó giúp cho chúng ta chống lại một cái chất khác. Và xin chào tất cả mọi người.